Xin chào anh em đã quay trở lại với review công nghệ. Mình Minh. Redmi Note 12 Turbo thì không cần phải nói quá nhiều về cái độ hot của em này rồi, cũng như là về mức giá hiện tại. Em này nó đã giảm giá đi rất là nhiều so với cái thời điểm mà nó ra mắt. Với cái phiên bản 8128 thì đâu đó khoảng là hơn 5 cũ thôi. Chưa dừng lại đó thì ngày hôm nay em thợ mình đang có trên tay đây là cái phiên bản 512GB cho anh em luôn. Đây. Và giá hôm nay thì nó cũng nhỉnh hơn 8128 cùng tí thôi. Mà thì tội gì anh em mua cái phiên bản 8128 làm gì. Rồi ok, thì để bắt đầu video anh em đừng quên để làm một like, một subscribe cũng như là nhấn chuông để bắt đầu video chi tiết của anh em nha. Đấy, về giá thì với phiên bản 8128 thì mình cũng đã nói rồi, nó tầm khoảng 5 cũ. Còn với cái phiên bản 512GB mình đã có trên tay thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 5.9 triệu. Đấy, chưa tới 6 cũ. Trên lệch so với phiên bản 8128 thì nó cũng gọi là vài trăm, tầm khoảng là chưa tới 1 cũ, để cho anh em có thể có một cái phiên bản bộ nhớ phải nói là thoải mái hơn rất rất là nhiều cho anh em nào mà sử dụng lâu dài. Mức giá này thì mình có tham khảo tại cửa hàng Nam Best Store, họ đang quan tâm thì có thể bấm vào cái phần đường link ngay dưới mô tả để có thể tìm hiểu chi tiết về giá cũng như là những em thoại Redmi, Xiaomi đang có mức giá cực kỳ ngon luôn em nhá. Đấy, và nói về độ hot của em này thì đầu tiên thì nó sẽ chính là hiệu năng. Em này nó được trang bị cho mình là con chip Snap 7 cộng Gen 2 luôn, một con chip phải nói là cực kỳ mạnh trong cái tầm giá 5 đến 6 cũ như thế này, để cho anh em có thể sử dụng những cái tác vụ cơ bản hàng ngày thì thật sự không có gì đáng nói rồi. Còn để cho anh em nào sử dụng những cái tác vụ nặng như là chơi game, những cái tựa game như Liên Quân, Tốc Chiến hay kể cả PUBG thì ở thời điểm bây giờ em này vẫn có thể cân được cho anh em hầu như là mượt mà ổn định 60fps các thứ luôn nha. Và nhiệt độ thì nó cũng không hề nóng anh em nhé. Chỉ với lưu ý là với những tựa game nó tầm trung mình khá như PUBG ấy, anh em muốn chơi lâu thì tốt nhất mình khuyên anh em nên để cái mức độ hỏa nó gọi là vừa phải thôi, chứ đừng nên để ở HDR. Nói chung chơi lâu để cao quá thì về cuối game nó cũng sẽ có hiện tượng drop thôi. Cái này thì nói chung là cũng không nhiều nhưng mà nó vẫn sẽ có anh em nhé. Đấy, nên là riêng về cái em này thì chắc chắn anh em mua về thì sẽ là chơi game rồi, chứ còn chả có ai mua em này về để mà chụp ảnh các thứ đâu. Và kèm theo bộ nhớ RAM ROM thì mình có nói rồi, em này sẽ là 12, 512 cho em luôn. Nói chung là để mà lưu trữ các thứ thì vài năm thì không có gì để mà lăng tăng cả anh em ạ. Nó cực kỳ là thoải mái luôn, để cho anh có thể lưu trữ nhiều hình ảnh, nhiều video hoặc là nhiều tựa game các thứ thì dư sức rồi. Còn với 12GB RAM thì để cho anh có thể đa nhiệm nhiều app khác nhau cùng một lúc thì đó, không có gì phải nói rồi, nó vẫn rất là mượt mà ổn định thôi. Nên là anh em cứ yên tâm phần này. Đó, mọi thứ nó cũng còn rất là mượt mà thôi. Anh em muốn thoải mái thì tốt nhất thêm vài trăm nữa để mua phiên bản 12, 512 như thế này. Đó, thì sử dụng không có gì phải lăn tăn trong vòng vài năm tới cả. Còn về phần mềm thì em này đang ở phiên bản là HyperOS anh em nhá. Còn về RAM ROM các thứ thì anh em cứ yên tâm. Em này thì có rất là nhiều phiên bản ROM để cho anh em có thể lựa chọn rồi. TN này, hay là Eli, hay là Boco, các thứ rất rất là nhiều. Anh em có thể gọi là up để có thể trải nghiệm. Và up ROM em này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Còn về phần pin thì em này cũng sẽ có cho mình một cái thông số cũng rất là trâu thôi, 5000 mAh. Và kèm theo đó là sạc 67W, cũng là một cái thông số đủ nhanh để cho anh em có một cái thời gian sạc nó tiết kiệm hơn cho anh em. Chung là về em này thì mình sử dụng trong một ngày thì những tác vụ cơ bản thì nó thoải mái dư sức rồi. Còn những anh em nào mà chơi game các thứ thì ít nhất một ngày cũng phải sạc 2 lần được. Cái này thì thật sự chơi game nhiều thì phải bắt buộc như vậy thôi, chứ cũng không có em thoại nào mà chơi game cho một ngày không sạc cả anh em ạ. Đấy, còn về phần ngoại hình thì em này thì cũng không có gì phải đáng nói ở cái phần này cả anh em ạ. Nói chung là màu sắc thì mình thấy màu trắng đẹp này. Còn về chất liệu thì khung viền hay là mặt lưng các thứ thì cũng chỉ là bằng nhựa thôi, chứ không có cái gì quá đặc trưng cả. Về các bạn mình thấy thì với cái kiểu thiết kế như thế này thì nó cũng khá là hợp trend thôi. Đó, viền vuông các thứ này, nói chung là cũng được anh em ạ. Còn quay sang cái phần màn hình phía trước thì em này sẽ có cho mình một cái màn hình gọi là đủ ổn, nói chung là vừa đủ cho nên có thể gọi là quan sát trên cái màn hình này thì cũng khá là chất lượng thôi. Với tấm nền là OLED này, tần số quét sẽ là 120Hz các thứ, nói chung là vẫn rất là mượt mà để cho nên có thể lướt chạm thôi. Độ phân giải thì nó sẽ rơi tầm khoảng là Full HD cộng, nói chung là đủ nét rồi. Anh em không thể nào mà thấy được những cái điểm rỗ ở trên cái màn hình của chiếc điện thoại này. Và độ sáng em này tối đa lên được là 1000 nits. Thì với cái con số này cũng không phải gọi là quá sáng, cũng không phải là quá cao, nhưng mà để cho anh em có thể mang cái em thoại này ra ngoài đường sử dụng các thứ thì cái khả năng hiển thị của nó vẫn đáp ứng được nha. Anh em cũng cứ yên tâm, nó không bị tối quá đâu. Nói chung là nhìn cũng rất là ok thôi. Còn về viền em này thì nó cũng gọi là mỏng anh em nhé, không phải là quá mỏng, nhưng mà như này là mỏng trong tầm giá khoảng 5-6 cũ như thế này rồi. Chứ còn như em thấy một vài những con máy trong tầm giá này thì nó cũng còn rất rất là dày luôn anh em ạ. Còn với em này thì như vậy là ok rồi anh em ạ. Và gì nữa nhờ, nói về camera đi thì với
camera đối với một chiếc điện thoại chuyên về phần hiệu năng như thế này thì cũng không nên quá đề cao về cái camera của chiếc điện thoại này. Với thông số cảm biến chính lên tới là 64 chấm, kèm theo đó là hai cái cảm biến phụ, một cái là macro, một cái là siêu rộng. Nói chung là cũng để có gọi là hỗ trợ xương xương thôi, chứ cũng không có tác dụng nhiều lắm đâu em ạ. Để cho nó có thể gọi là chụp trạc cơ bản các thứ thì cũng rất là ok, chứ còn đẹp thì gọi là không quá đẹp đâu. Và camera trên chiếc điện thoại này thì một may là nó vẫn sẽ có là chống rung quang học này, hay là kể cả lấy nét tự động các thứ, thì nói chung là như vậy là ok đối với em thoại Redmi trong tầm mức giá này rồi anh em ạ. Và tóm lại thì với Redmi Note 12 Turbo phiên bản bộ nhớ thoải mái như thế này thì thật sự là một sự lựa chọn nó khá là hợp lý rồi. Nếu như anh em cần một con máy sử dụng lâu dài tốt nhất thì nên cố lên tầm khoảng là vài trăm, chưa tới 6 củ, chơi game các thứ mấy năm là thoải mái luôn. Rồi và anh em có ý kiến gì về chiếc điện thoại Redmi Note 12 Turbo này ở thời điểm tại thì anh em cứ để lại ở phần bình luận dưới. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video sau anh em nha.